Xoang là những khoang rỗng nằm trong khối xương sọ mặt. Các xoang có chức năng làm nhẹ khối xương sọ, làm ấm, làm ẩm và lọc không khí đi vào khoang mũi. Viêm xoang là bệnh rất thường gặp ở nước ta, đôi khi chỉ bắt nguồn từ các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm mũi dị ứng, v.v. Đây là một căn bệnh dễ mắc nhưng khó chữa. Bệnh lại dễ tái phát và thường kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sức lao động của người bệnh. Có nhiều người nhầm lẫn viêm xoang với các bệnh thông thường hoặc coi thường, tự ý điều trị mà không biết rằng viêm xoang có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây bệnh viêm xoang chỉ thường gặp ở những người có cơ địa dễ bị dị ứng và viêm nhiễm ở những vùng lân cận như là viêm tai, viêm mũi, thì ngày nay bệnh viêm xoang đã xuất hiện hầu hết ở các đối tượng, cả người lớn và cả trẻ nhỏ. Nhiều người cho rằng bệnh viêm xoang chỉ hoành hành vào mùa đông khi thời tiết lạnh và khô. Như vậy còn đối với mùa hè thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sao nhé. Xin chào bạn, bạn bị viêm xoang lâu chưa? Tôi cảm thấy bị lâu rồi nhưng mà cách đây 2 tháng thì tôi đi khám và tôi được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm xoang mạn. Như vậy thì bệnh viêm xoang nó hay xuất hiện ở trong mùa nào trong năm? Bệnh viêm xoang thì nó cũng đều đều nhưng mà đặc biệt là cái mùa mà trở trời hay là mùa mưa đó. Mưa bắt đầu mưa cái là cảm thấy như có cái gì nó nặng, nó kéo cái đầu hoặc lúc mà học hành căng thẳng vậy. Nó đầu nó đau, nó nhức lên, nó kéo sang hai bên thái dương lên đỉnh đầu nhiều. Tôi bị viêm xoang cách đây mười mấy năm rồi đó, khoảng 11, 12 năm nay rồi. Mỗi khi bị viêm xoang thì nó đau nhức nửa bên đầu, nó đau xuống tới gáy, rồi cảm thấy con người nó mệt mỏi. Chủ yếu là khi mà nó nằm nó chỉ có hơi gió, hoặc là nó chỉ có bị báo lạnh, máy lạnh hoặc là hơi gió là nó bị ngạt mũi. Nó ngạt mũi là có hai cái lỗ mũi nó ngạt luôn rồi nó chảy nước mũi, rồi nó thở không được. Thường là nó vào thời tiết lạnh nó sẽ nhiều hơn, nhưng còn thời tiết nóng cũng là ít có bức á, mà cái khói bụi ô nhiễm cũng làm cho mình cảm thấy khó chịu về cái đường xoang. Ở Việt Nam, tỷ lệ người bị bệnh viêm xoang chiếm tới 17% dân số và thường gặp ở hầu hết độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi. Trong đó có khoảng 10% bệnh nhân bị viêm đường hô hấp chuyển thành viêm xoang. Ngay cả những bệnh nhân đã được phẫu thuật viêm xoang nhưng vẫn có nguy cơ tái phát bệnh từ 30 đến 50%. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông. Thế nhưng trên thực tế, số người bị viêm xoang và cảm giác bị viêm xoang hành vào mùa nóng cũng không phải là nhỏ. Bằng chứng là số bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh viêm xoang vào mùa này vẫn không ngừng tăng cao. Thưa quý vị, với điều kiện thời tiết, khí hậu và môi trường ở nước ta thì căn bệnh viêm xoang có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Ngay sau đây, Khánh Ly xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tấn Khoa, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền để tìm hiểu về cách phòng và chữa trị căn bệnh này nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, bệnh viêm xoang là bệnh rất là thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về bệnh này. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Khánh Ly cùng với quý vị khán giả được biết nhiều hơn về căn bệnh này là gì không ạ? Xin kính chào khán thính giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Như chúng ta cũng đã biết, một người trưởng thành thì chúng ta có 5 cái xoang. Các xoang trước gồm có xoang trán này, xoang hàm, xoang sàng trước, và nhóm xoang sau thì gồm có xoang bướm và xoang sàng sau. Các xoang này nó đều thông với mũi qua một cái lỗ rất là nhỏ, gọi là lỗ mũi xoang. Và như vậy thì trong niêm mạc nó giữa mũi và xoang thì có một cái lớp tế bào hình đài để tiết dịch và lớp tế bào lông chuyển để vận chuyển những chất tiết đi ra ngoài. Khi quá trình bị viêm, bị tắc nghẽn cái đường này thì làm cho cái dịch nó ứ đọng tại xoang. Như vậy thì viêm xoang chính là hiện tượng viêm có cái niêm mạc lót trong lòng các xoang. Khánh Ly thấy là khi mà thời tiết trở lạnh hoặc là chuyển mùa thì rất là nhiều người có những cái triệu chứng bị đau đầu, bị sổ mũi, hắt xì hơi v.v. Thế nhưng có những cái lúc trời nóng và đặc biệt là khi chuyển khí hậu và thời tiết cũng như nhiệt độ đột ngột từ phòng lạnh sang phòng nóng thì có những người họ cũng mắc phải những cái triệu chứng này. Không biết nguyên nhân là do đâu thưa bác sĩ? Như các bạn cũng đã biết thì viêm xoang là một bệnh rất là thường gặp, mà đặc biệt ở các thành phố lớn. Nơi mà cái không khí khói bụi ô nhiễm rất là nhiều. Bệnh viêm xoang thì có những cái nguyên nhân trực tiếp tác động từ môi trường, ví dụ như không khí khói bụi, môi trường ô nhiễm, cái điều kiện ăn ở ẩm thấp. Thứ hai là chúng ta cái môi trường từ nóng qua lạnh hoặc là ngược lại. Thứ ba là những cái cơ địa dưỡng,
Và một cái phần cũng rất là quan trọng là người dân ít có biết cách xử lý tốt trong những cái trường hợp viêm mũi hoặc là nhiễm siêu vi thông thường. Nếu chúng ta không xử lý tốt thì có thể gây ảnh hưởng đến cái viêm xoang. Cộng với nữa là một cái thói quen rất là đặc trưng là sử dụng uống nước đá, nước lạnh và hoặc là chúng ta tắm khuya quá. Thì đó là lý giải vì sao chúng ta thấy là những lúc chuyển mùa thì thường là cái số lượng bệnh nhân khám và điều trị viêm xoang được tăng vọt ở tất gần như là tất cả các bệnh viện, kể cả người lớn và trẻ em. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối với thời tiết và khí hậu của nước ta thì những loại viêm xoang nào mà người dân từng hay mắc phải nhất, và đặc biệt là trong những cái mùa nóng, mùa hè, mùa khô thì mọi người hay mắc phải những cái loại xoang nào ạ? Trong cái viêm xoang thì nó có phân chia theo nhiều cái cách phân chia, ví dụ như là theo mức độ thì có thể viêm xoang cấp hoặc là viêm xoang mãn, theo vị trí xoang thì có thể viêm một xoang, viêm nhiều xoang hoặc là viêm đa xoang. Theo cái tuổi thì chúng ta có thể phân biệt viêm xoang người lớn, viêm xoang trẻ em, vân vân. Để có rất là nhiều cách viêm xoang. Tuy nhiên là đặc biệt vào cái mùa hè khi cái khí hậu nó thay đổi, chúng ta gặp mưa lạnh nhiều, rồi cái việc sử dụng uống nước đá, nước lạnh cũng nhiều, cho nên là chúng ta sẽ thường là gặp hai cái thể nổi bật. Một là cái viêm xoang ở trẻ em, và thứ hai là cái viêm xoang hàm. Đó là cái thường là chúng tôi sẽ gặp đây nhiều nhất. Như vậy thì những cái dấu hiệu nào để cho mọi người có thể phân biệt được mình đang mắc phải viêm xoang cấp hay là xoang mãn tính, thưa bác sĩ? Trong cái triệu chứng viêm xoang cấp và viêm xoang mãn tính thì bệnh nhân đều có những cái dấu hiệu nổi bật. Thứ nhất là nghẹt mũi, cái thứ hai là sổ mũi, thứ ba nữa là khạc ho, khạc đờm. Thì bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác vướng đờm ở họng, đặc biệt vào buổi sáng. Ngoài ra các triệu chứng khác như là đau đầu, đau các vùng xoang, sốt hoặc là người mệt mỏi thì đó là những cái triệu chứng chung. Tuy nhiên đối với trong trường hợp viêm xoang cấp thì những cái triệu chứng này biểu hiện nặng nề hơn. Bệnh nhân đặc biệt là các đau, các điểm đau khi ngoài cái vấn đề đau đầu rất là nhiều, thì khi bác sĩ thăm khám ấn chẩn các vùng các điểm đau xoang thì bệnh nhân đau thường là đau rất là cái mức độ đau nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai là thường là bệnh nhân có sốt. Bình thường có thể trong trường hợp đôi lúc thì chúng ta gặp sốt nhẹ khoảng 37.5 độ trở lên, nhưng cũng có một vài trường hợp có thể sốt đến 38-39 độ. Viêm xoang mãn thì các biểu hiện thì nó lại nhẹ hơn một chút, thì cũng có sổ mũi, nghẹt mũi, đau nặng đầu, thì thường kèm theo khó ngủ, ngủ không có sâu và hay mộng mị, quên những cái chuyện mới vừa xảy ra gần đây, người ta gọi là quên cái trí nhớ gần. Quý vị thân mến, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tấn Khoa, Kính Lịch xin mời quý vị sẽ xem qua đoạn phóng sự ngắn sau đây nhé. Viêm xoang không phải là một căn bệnh nguy kịch đến tính mạng. Tuy nhiên, bệnh viêm xoang nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khi bệnh tiến triển nặng có thể gây ra các biến chứng. Các biến chứng nguy hiểm của xoang là các biến chứng vào hố mắt, viêm màng não. Viêm xoang nặng có thể dẫn đến giảm thị lực, mù mắt và diễn biến trong thời gian rất ngắn vì các xoang nằm ở xung quanh hốc mắt. Viêm xoang có mủ có thể gây viêm dây thần kinh ở trẻ em. Các biến chứng nhẹ hơn thường gặp là viêm phế quản do mủ xoang chảy xuống gây hội chứng xoang phế quản. Những trường hợp bệnh nhân bị hen hay dị ứng, xoang sẽ làm cho bệnh hen và dị ứng nặng lên rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, giao tiếp và học tập. Thường nếu mà có những lúc mà khó chịu gì xoang á thì mình sẽ ra quầy thuốc, mình báo với cái chị dược sĩ đó thì sẽ cho thuốc mình uống thôi. Khi mà bị viêm xoang vậy á thì có một cách là tôi phải đi nằm, đầu tiên phải nằm liền, rồi ngoài ra thì đi ra ngoài đường là phải bảo vệ cái mũi đó, rồi bịt khẩu trang. Trong quá trình điều trị bệnh thì Huyền thường sử dụng các loại thuốc thảo dược của các nhà sản xuất có uy tín, có nhãn mác và được đảm bảo về chất lượng. Điều trị thì chỉ có uống thuốc lâu dài đã chiếu tia laser. Thì tôi thấy là chiếu tia laser một thời gian này thì trong vòng một tháng này thấy có vẻ hơi cái hướng nó tương đối nó hơi giảm. Kết hợp với nhà mình sẽ uống nước nhiều hơn. Mình uống nước, đặc biệt là mình uống nước ấm. Tôi phải dùng đến thuốc để chữa trị, chứ để mỗi lần viêm xoang vậy hành hạ làm cho mình cũng mệt mỏi, không có làm việc được. Với thuốc thảo dược thì Huyền tin rằng là không những chỉ giúp chúng ta giảm triệu chứng mà còn an toàn khi chúng ta sử dụng lâu ngày.